Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh cập nhật tin tức của Susu trong video hôm nay nhé. Tiếp tục cập nhật một số thông tin mới trong ngày hôm nay nữa nha mọi người. Hôm nay có một cái thông tin khá là vui, đó chính là các con của chị hai nè, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang cũng như ca sĩ trẻ Sắt Long, rồi Yuno, Phú Quý vừa lượt lên báo nha mọi người, được báo khen nha mọi người. Đó chính là các bạn cùng Trường Sang coi như là giúp cho Trường Sang với lại Trường Huy hoàn thành ước mơ của mẹ, và đã có một cái bài báo viết về các bạn. Mình xin chia sẻ lại nội dung cho mọi người cùng nghe nhé. Mới đây, anh em Trường Sang, Trường Huy tổ chức đêm nhạc tri ân động viên mẹ vượt qua bệnh tật. Các con của ca sĩ Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng góp giọng giúp đồng nghiệp hoàn thành mong ước với đấng sinh thành. Thì như mọi người cũng biết, hôm 19 tháng 9 vừa qua, thì hai anh em Trường Sang, Trường Huy đã tổ chức đêm nhạc ước mơ của mẹ tại phòng trà nhân dịp sinh nhật mẹ. Đây là món quà tinh thần mà hai anh em gửi tặng đến mẹ trong lúc bà đang điều trị bệnh, với mong muốn ủng hộ tinh thần giúp mẹ vượt qua bệnh tật, mau khỏe mạnh lại. Giọng ca 23 tuổi Trường Sang tiết lộ họ bắt tay tổ chức đêm nhạc chỉ trong 2 ngày với sự động viên hỗ trợ của mẹ nuôi là quản lý Minh Trang, Diễm Phạm và ca sĩ Ngọc Hân. Ước mơ của mẹ của Trường Sang, Trường Quy quy tụ nhiều tên tuổi như là Lê Tính, Minh Luân, Lâm Hùng, Uyên Trang, Phú Quý, Châu Ngọc Hiếu, vân vân. Bên cạnh đó còn có màn góp giọng của các con của chị hai là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Đêm nhạc được miễn phí, được tổ chức trong không gian ấm áp, đầy cảm xúc và lời tri ân sâu sắc mà Trường Sang, Trường Huy đã gửi đến mẹ của hai em ấy. Rồi Quỳnh Trang, Trường Sang trở thành cặp song ca ăn ý trên sân khấu với ca khúc Nhớ Lại Người Yêu, Mộng Ước Đôi Ta. Quỳnh Trang khoe giọng hát ngọt ngào, truyền cảm qua ca khúc Nụ Cười Của Mẹ. Quỳnh Trang từng chia sẻ cô vẫn luôn nhớ về mẹ nuôi Phi Nhung và được biết đến là một trong những người con của chị. Tôi lấy sự nhớ nhung đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn, cố gắng luôn phần của mẹ để tiếp tục cống hiến, tiếp tục phát triển, có những tác phẩm thật tốt để gửi đến cho quý khán thính giả. Và đặc biệt, Tuyết Nhung, đơn ca bài Ngồi Buồn Nhớ Mẹ được nhận xét là ngày càng đầm thắm, trưởng thành trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống. Giọng ca sinh năm 2001 từng tâm sự khi trở thành con của chị hai thì được chị chỉ dạy nhiều điều về cách sống, giao tiếp cũng như là kỹ năng ca hát, và cô bé luôn ghi nhớ, áp dụng trong quá trình làm nghề. Rồi Trường Sang cùng Tuyết Nhung hòa giọng trong tiết mục Hương Tóc Mạ Non. Hai giọng ca trẻ có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong âm nhạc. Trường Huy thì song ca cùng Thiên Ngân bài hát Không Giờ Rồi. Bên cạnh đó, Thiên Ngân cũng gửi đến ca khúc Mẹ Tôi. Đêm nhạc dù có hơi gấp nhưng có ý nghĩa sâu sắc, hy vọng sẽ mang đến được những món quà tặng cho mẹ của anh Trường Sang và Trường Huy. Bé Út Thiên Ngân đã bộc bạch. 3 năm kể từ khi mẹ Nhung qua đời, Thiên Ngân đã chững chạc trưởng thành hơn. Cô cũng giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình của chị Wendy, đồng thời tham gia các hoạt động tưởng nhớ đến chị hai. Theo chia sẻ thì Trường Sang có gần 10 năm đi hát, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên mẹ ruột ít có cơ hội kết nối, đồng hành cùng với Trường Sang trong chặng đường sự nghiệp. Nhiều năm qua, Sang luôn ấp ủ thực hiện một đêm nhạc có mẹ ngồi xem bên dưới, và đêm nhạc Ước Mơ Của Mẹ cũng đã thành công. Và thêm một lần nữa, fan hâm mộ đã dành tặng những lời khen dành cho các bé con của chị hai, cũng đã hỗ trợ nỗ lực giúp bạn Trường Sang đạt được ước mơ. Kế đến là thông tin vui của ca sĩ trẻ Phạm Tuyết Nhung. Thì mới đây Tuyết Nhung cũng chia sẻ poster show Body by Night 138 chủ đề Hoài Linh 30 năm sân khấu. Tuyết Nhung chia sẻ rất là vinh dự khi được tham gia vào show đặc biệt này. Thì trên trang cá nhân của
dì Trixie Phương Trinh cũng có chia sẻ. Trong lịch biểu diễn của mình có ghi 2 ngày tại Bershanger Casino 23 tháng 11 và 24 tháng 11. Chính là chương trình này đây, Paris by Night 138, Hoài Linh 30 năm sân khấu. Lần cuối cùng mình xuất hiện trên Paris by Night là số 132 trong tiết mục Lý Con Sáu Bạc Liêu cùng với Mạnh Quỳnh. Mặc dù trong tiết mục đó không nhìn thấy mặt cũng như không nói lời nào, nhưng đó là vai diễn để đời của mình. Lần này quay lại với Paris by Night, chắc chắn các bạn sẽ thấy mặt mình và chắc chắn sẽ nghe giọng mình đó. Nhưng sẽ làm gì trong chương trình thì mọi người mua vé đi xem sẽ biết nha, hi hi. Giống như câu bà Tám Cam Thơ thường nói, lâu lâu mới có một lần, không phải bánh mì mỗi ngày mới có. Nên đồng bọn của Bảy nhớ rủ nhau đi xem thật đông nha. Cảm ơn anh Hoài Linh và chị Merito đã mời em tham gia trong chương trình này. Vậy là theo poster cũng có hình của ca sĩ Trixie Phương Trinh nữa. Thì show này cũng đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Và sau khi fan hâm mộ biết được trong chương trình này sẽ có mặt của Tiết Nhung cũng như có mặt của dì Trinh tham gia nữa, nên nhiều fan cũng rất là mừng và chia sẻ nhiều về đêm nhạc này. Nhiều fan hâm mộ sau khi biết được show này thì cũng gửi lời chúc mừng cho show được thành công, cũng như gửi lời chúc mừng cho dì Phương Trinh với lại bé Tiết Nhung sẽ có những tiết mục hay ở trong chương trình, làm cho fan thêm vui và sẽ nhớ mãi. Còn trên trang quản lý của Diễm Phạm thì mới đây Diễm Phạm cũng chia sẻ một ca khúc phải nói là đã lấy đi nước mắt của fan hâm mộ rất là nhiều. Đó chính là bài hát Nhớ Nhung của tác giả Vũ Thành Vinh. Trong tiết mục này thì hai cô bé Quỳnh Trang với lại Tuyết Nhung hát song ca cùng với các bạn trong đã đạt giải của chương trình Solo Cùng Bolero, một chương trình mà chị hai đã gắn bó đến tận 7 năm làm giám khảo của chương trình này cho đài truyền hình Vĩnh Long. Thì ca khúc này nói chung là rất là xúc động, mọi người có thể xem lại ca khúc này nhé. Thì hai bạn Tuyết Nhung với lại Quỳnh Trang hát rất là da diết, ngọt ngào. Và fan hâm mộ sau khi nghe bài hát này cũng có những cái bình luận: nghe da diết quá, hai con gái của mẹ Phi Nhung nay đã trưởng thành rồi. Chị hai ơi, chị trên thiên đường nở nụ cười tươi, tự hào về những người con của chị nhé. Hai bé ca ngọt quá, chắc chắn có bóng hình của mẹ Nhung. Mẹ Nhung đi cùng để tiếp sức cho các con. Lần đầu em nghe bài này, em đã khóc như một đứa trẻ. Phi Nhung sẽ ở mãi trong lòng của khán giả khắp mọi miền đất nước.